Xin chào các em. Nếu các em biết đây là cá gì? Đây chính là cá rô. Hôm nay người cá Tiun đi chợ, bỗng nhiên thấy một con cá rô nhảy ra khỏi cái thao, chạy lại chân của người cá Tiun. Thế là Tiun đã cứu chú cá này đem về nhà dưỡng cho khỏe mạnh, rồi lát Tiun sẽ đem thả ra sông cho nó sống. Mặt mũi đều bị trầy trũa hết trơn rồi. Tội nghiệp quá đúng không? Đúng rồi, các em hãy nghe lời người cá Tiun, đừng bao giờ giết hại sinh vật, sẽ không tốt đâu. Mình sẽ trở thành một người rất xấu xa và những điều may mắn sẽ tránh xa mình. Các em thấy chú cá này tội nghiệp không nào? Rất là đáng thương nhé. Thôi chúng ta sẽ thả chú cá này ra sông nhé, để cho chú ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, tự do nè. Bé cá rô ơi, bây giờ chúng ta được tự do rồi. Hồ đang nằm nghỉ mệt à? Đợi chút xíu nha. Bây giờ chúng ta đã đến kênh Nhiêu Lộc. Tiun sẽ giải thoát cho em nhé cá rô. Nhớ đừng có tạo nghiệp giết chóc nghe chưa, thì em sẽ không gặp những điều xui xẻo trong cuộc đời nữa. Đi nhé, ra ngoài môi trường rồi đừng có giết hại những loại sinh vật khác đó. Rồi cá rô đã đi.